Doãn Quốc Đam, toàn vai hiểm hóc khó nhằn nhưng vẫn cần hết. Nói đến Doãn Quốc Đam, khán giả có thể nhớ ngay đến danh xưng Tắc Kè Hoa màn ảnh Việt. Đây là cái tên người hâm mộ ưu ái đặt cho Doãn Quốc Đam bởi anh luôn biến hóa trong các vai diễn của mình. Doãn Quốc Đam được bộc lộ năng lực trình độ diễn xuất nhiều hơn thông qua các vai khó nhằn. Các nhân vật của anh luôn có một điểm nhấn đặc biệt mà gần đây khán giả dễ dàng nhận ra đã có rất nhiều vai Doãn Quốc Đam gặp tật về mắt. Năm 2020, anh thể hiện nhân vật Cường Trột trong phim Hồ Sơ Cá Sấu. Cường Trột có quá khứ là một đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Hồ Sơ Cá Sấu xoay quanh nhân vật này là Cường Trột cũng là nhân vật cộm cán nhất phim. Sự đầu tư cho từng vai diễn của Doãn Quốc Đam một lần nữa thể hiện qua bộ phim Đấu Trí ra mắt vào năm 2022. Tuấn trong phim được giới thiệu là một giám đốc công ty sản xuất sinh phẩm y tế kit xét nghiệm COVID-19. Trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, anh vẫn dùng thủ đoạn để trục lợi cho bản thân. Kinh qua nhiều vai phản biện, Tuấn không phải là thử thách đối với Doãn Quốc Đam, nhưng anh cần một điểm nhấn để nhân vật trở nên khác biệt. Doãn Quốc Đam cho Tuấn một đặc trưng cơ thể không thể nhầm lẫn, đó là tật nháy mắt. Tuấn nháy vì thế vẫn có một sức sống riêng, dù cũng nằm trong kiểu nhân vật phản diện, toan tính, lạnh lẽo, giống với kiểu nhân vật mà anh đã từng thể hiện. Trước đó, Doãn Quốc Đam từng khẳng định anh sẵn sàng vào những vai có số phận phức tạp, vấn đề đặc biệt. Anh khẳng định nhân vật và đặc trưng cơ thể đều do anh lựa chọn.